cho tôi cho chỉ cho 5 phút. Quá. Chào bác nhá, hôm nay giới thiệu cho bác về cái móc xoay buộc thép ly. Đấy, móc buộc số 7 các bác nhá. Cái hàng của Trung Quốc này, tem Trung Quốc này, được chữ Trung Quốc thôi. Đấy, cái này tay nắm bằng sắt đặc. Các bác gõ thoải mái, các mối buộc không bao giờ sợ hỏng. Còn cái chốt này sẽ bằng viên bi bên trong. Các bác không bao giờ tuột được, dùng thoải mái. Còn cái này giờ là 27 phân các bác nhá. Các bác thể buộc đã buộc dầm hoặc buộc sàn đều ok hết. Đấy, các bác nhìn thấy rất là chắc chắn thôi. Thì cái này các bác dùng thoải mái tầm 1-2 năm không bao giờ hỏng. Cái cổ buộc xoay này rất là chân chú các bác thấy chưa? Đấy, buộc rất là nhanh luôn. Nên là dùng buộc à. Đấy, rất là chân, các bác dùng lâu dài nó không bị đau tay. Thì sau đây em sẽ làm video test sản phẩm để xem độ hiệu quả của cái móc buộc này như nào nha các bác nhá. Đây là khi mang thực tế, mang công trường các bác buộc này xem rất là nhanh các bác nhá. Quá đấy. Anh em nhanh ra giúp tôi chứ không có để buộc rồi. Buộc hết rồi. Hết cái đầu đây. Quay cẩn thận cho mấy anh em coi chứ. Buộc cái tắc này.